Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay lại một ngày mới, ngày cuối tuần. Thì ngày cuối tuần thì mình được nghỉ, mình không có đi làm. Là chủ nhật thì mình sẽ đi một vòng quanh để mình quay những cái cảnh đời khó khăn những người vô gia cư ở bên Mỹ như thế nào, để mình chia sẻ cho cả nhà biết là đây là những cái hoàn cảnh khó khăn những người vô gia cư ở bên nước Mỹ như thế nào. Thì cùng mình đi thám hiểm nha cả nhà. Để tiếp tục cái video mà mình nói cho cô chú anh chị và các bạn, thì mình đã vô tình mình được gặp được một cái nhóm người anh chị ở bên nước Mỹ, mà ở trong một cái liều, mà cái liều này giống như là giống như người mà người ta cắm trại vậy đó. Thì bây giờ đây chỗ cư ngụ của mấy cái anh này, thì đây thì bây giờ thì hello, xin chào anh. Hello, chào anh. Hello, chào anh. Hello, chào anh này luôn. Hello, chào anh. Mấy anh cư ngụ đi ha mấy anh. Đúng rồi. Wow, đây là cái liều mà mấy anh cư ngụ ở đây. Thấy anh mấy anh đang dựng liều ở đây, thì cho em hỏi là mấy anh ở chỗ này ha mấy anh. Dạ, đúng rồi. Dựng liều anh ở đây. Dạ. Anh tên gì vậy anh? Tên Cường anh. Anh tên Cường, còn cái anh bên này thì anh tên gì anh? Mình tên Mẫn. Anh tên Mẫn, thì ở đây là giống như là một cái cầu, mà cái giống như là một cái bãi đất trống. Thì mình vô tình mình gặp được hai cái anh người Việt Nam, thì ảnh cũng hình như là em thấy cũng giống như là live phải không anh? Dạ đúng rồi, live. Dạ, dạ anh này, thấy cái chỗ làm trống này, chỗ này dịch muốn là dân bụi đời, hiểu không? Nên làm cái này để mà giúp đỡ anh em coi sống được ai vô được ở hiểu không? Đó dạ. Là của tụi đám này thôi, giúp ai được thì giúp, hiểu không? Đó. Dạ anh Cường, hồi nãy anh nói là anh tên Cường, thì cho em hỏi là anh Cường được bao nhiêu tuổi anh Cường? Hôm nay tôi 48 tuổi anh ơi. Anh Cường là 48 tuổi, thì anh có thể chia sẻ là anh qua Mỹ năm nào? Mà... Tôi qua Mỹ năm 85 anh. Hồi xưa tôi ở bên Louisville, Kentucky á. Anh Cường qua năm 1985 thì rất là lâu rồi hả anh? Dạ, tính ra rồi. Cũng ba mươi mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi. Dạ. Tôi nói... có gia đình đầy đủ, mà tại vì tôi thích đi vòng vòng vậy đó. Chứ thật đấy, vòng vòng có anh em nào chịu khổ đó, thì tôi anh em tôi giúp được thì giúp. Giúp được anh em thì ông trời ông giúp lại cho tôi thôi, hiểu không? Đó. Anh cứ thì nói để mà coi thử anh em ở xa nào đó, coi giúp đỡ được coi như là dòng họ lai, hiểu không? Giúp được thì giúp đó. Thực tế tụi này cũng nghèo khổ lắm, hiểu không? Dạ, cho em hỏi là anh nói anh có gia đình, nhưng mà gia đình là không có ở đây phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, anh Cường thì rất là hân hạnh là được biết anh, thì em cũng ở chỗ gần chỗ đây, thì em thấy được mấy anh thì thấy cũng là cái là dựng liều dựng trại ngủ giống như kia là ngoài đường đó, đúng rồi, giống như cái từ mà kêu người ta nói là giống như là không đất hả? Thực tế ra đây không phải là homeless. Đây là tại vì tụi này thích sống ngoài đường thôi, hiểu không? Đây là cái lối sống của mấy anh thôi. Chứ đây tụi này không phải là homeless đâu. Đó. Thực tế ra là dựng như nè, bà con anh em ngoài đường á, không? Nhiều khi người ta không có được chỗ che nắng che mưa, không? Vô đây đuổi dưới đây nằm một đêm hai đêm chẳng là cái gì hết đó. Đó là giúp được anh em thôi, hiểu không? Dạ. Đó là những người anh em mà bị xa cơ thất thế. Đó thì giúp được thì giúp. Dạ thì em thì cũng vô tình em đi qua chỗ cái khu này, thì em thấy có cái liều, thì mà em thấy ủa sao nó ngộ, là lý do là tại vì em mới có cái tánh tò mò, thì em tới đây thì em thấy thì mới vô tình mới gặp được mấy anh người Việt Nam, thì mình thấy người Việt Nam thì mình thấy mình có cái lòng giống như là mình muốn kiểu như là mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn của mấy anh, thì mình thấy nó mình muốn giúp. Mà thì cứ thì anh cứ có thế nào anh có thể anh chia sẻ thêm về anh hỏi về cái vấn đề gì thì đại khái giống như cuộc sống của anh hay cuộc là sống đây sống... nó cũng là giống như mọi người thôi, nhưng mà ở thực tế ra đây người ta nhìn bề ngoài nhiều hơn anh ơi, thực tế, nhưng mà
tụi này á không sống như vậy, tại vì á mình đừng sống để mà nhìn ở ngoài, cái bề ngoài chẳng lại một cái gì á anh, hiểu không? Nhưng mà tôi thấy cảm thấy ở Hilton Bel Air này á là mọi người, chứ không phải là nói là gom góp lại, hiểu không? Đó không? Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều người, xin khi những cái người mà giống như là tụi tôi như vậy, hiểu không? Đây là không phải là dân homeless, đây là tụi tôi thích ở về cho nó được thoải mái thôi. Đó. Nhưng mà ai họ muốn cho homeless cũng chẳng sao cả. Nhưng mà tụi này không hại ai quậy ai hết. Đó, thật đấy. Dạ, thì em thấy ở bên này có cái giường giống như là mấy anh dạ, lấy rồi. Cái giường này để ngủ đó đúng không anh? Cái nệm. Dạ, cái nệm. Dạ. Đó thì mấy cái cô bác anh chị thấy không? Cái bè cái liều mấy anh đó ảnh xin những cái tấm dán rồi ảnh để đóng lại để ảnh ngủ để cho nó đừng có mưa tạt hay là như thế nào vậy đó. Thì đây là cái video thì giữa cái lòng mà kêu là giữa cái lòng thành phố mà ở nước bên nước Mỹ đó cô chú anh chị và các bạn, thì đây là cái video thì đây là em chia sẻ cho những cái hoàn cảnh phải nói là khó khăn của những cái anh mà người Việt Nam thì ảnh thích sống lang thang, thì đây là cái nơi cư trú của anh. Mà, dạ thật đấy ra để mà nói là tại sao mà Việt Nam mình bị những cái cảnh này nhiều á là bởi vì sao? Tại vì Việt Nam với là Việt Nam không có giúp đỡ với nhau, anh hiểu không? Tàn là nghĩ rằng là tụi Việt Nam này không có làm được việc, anh hiểu không? Tàn là mướn mễ không à, đó rồi gặp những cái tụi thành phần như vậy á rồi không mướn nên tụi này nó sẽ thành như vậy. Đó, thật tế ra là vậy, phải không? Đúng, để cho nói cho nghe. Đúng không? Nói rồi. Mở mặt xuống nói chuyện cho rõ ràng. Mở mặt xuống nói chuyện cho rõ ràng. Anh cứ tâm sự đi anh. Đó, thấy anh bạn của tôi, ảnh đi lụm từng miếng dán, ảnh về ảnh đóng những cái liều đó, cô bác anh chị. Thấy không? Thì ảnh nhặt những cái miếng tấm ván để ảnh che thành cái liều để ảnh cư ngụ đó cả nhà ơi. Rất là khó khăn. Wow. Em dòng cho đại công an gặp mạng cái. Dạ dạ anh. Tôi sống ở với tụi bang khác, nhiều tụi bang đó. Dạ. Tôi là đi đâu vòng tôi làm. Dạ. Từ cái ngày mà mình nói thật mình va chạm một chút những này kia cái mình vô tù. Cái nó đang nó muốn trả Việt Nam, nó thảy mình ra ngoài đường để chú á. Ủa em xin phép anh cho em hỏi là anh tên vì vậy anh? Hợp. Tên Thạch. Hợp. Thạch, anh Thạch. Dạ anh Thạch thì anh cứ chia sẻ đi anh, cứ tâm sự anh. Việt Nam mình qua Mỹ mà mình cũng như bị giờ tướng nó nói là lỡ hút cần xe hay là mua chút xíu cần xe hay là bởi vì nó bỏ tù cái tôi ra cái nó trả Việt Nam, muốn trả Việt Nam mới mà nó trả đâu được đó. Cái đêm anh em nó bắt nó không có cho mình giấy tờ lại nhưng mà cái trên bây giờ nó thật ra tôi làm nhiều tiền lắm chứ đó, nhưng mà bây giờ kẹt cái giấy tờ không có đó, chứ có cái vấn đề gặp đàng hoàng chứ. Nhưng mà từ ngày pandemic này cái nó đúng rồi giờ đóng cửa lại cái đấy tụi tôi bây giờ thật thất bất sang bang, bây giờ là không biết làm sao để kiếm giấy tờ lại, làm lại giấy tờ để đi làm lâu không còn giấy tờ. Dạ, rất là cảm ơn anh Thạch. Tôi mới cho trong con tháo đi trong quận tôi về, tháo đi về. Về thì bây giờ đang tính kiếm đường để mà đi làm lại giấy tờ, làm lại cái đi lên chỗ làm đàng hoàng này kia lại sống đàng hoàng này. Chứ đâu phải là ai muốn sống chuyện này đâu. Dạ, đúng nhưng rồi. Trong lúc này sự nó thật ra tụi tôi có nhiều anh em ở đây không có gia đình. Bước ra đường một cái là sắp bớt sân bay, mình không cẩn thận là mình sơ xuất, mình sơ ra ăn chút xíu là mình bị mất hết tất cả. Chứ hồi đó tôi về đây năm ngoái trước khi ngay trước khi cái pandemic á, tôi đàng hoàng có xe cộ đàng hoàng là rồi đụng một cái xuống vàng đóng cửa lại không còn việc làm, mình sống sắp bớt sân bay luôn. Bây giờ đi xin cái tiền mà thất nghiệp á, nó hỏi giấy này đâu, giấy tờ này đâu, bây giờ mình đâu có được quyền lợi gì đâu. Dạ anh em thật là cảm ơn anh Thạch đã chia sẻ cái hoàn cảnh mà khó khăn của anh, thì em cũng không có gì để tâm sự. Dạ thì em cũng không có cái gì mà thì em sẽ
có cái gì em giúp được cái gì thì em cứ giúp. Dạ, dạ. Thì cũng em cũng không có ngoài gì cái tấm lòng. Dạ, có nhiều người bạn có làm nhiều cái rất là cái video rất là thích thú. Dạ, dạ đó về cái cuốn cuộc sống thực tế ở Hiếu Sông này. Dạ, không phải là không có việc làm. Dạ, có việc làm nhưng mà con cái á nó rẻ một chút thì tụi họ mướn mẹ nhiều. Đa số giờ mướn mẹ mẹ trả 800 tuần, muốn ở đâu mình trả 820 tuần thấy mấy ngày, đúng không? À, bây giờ nó sẽ cái đó, cái điều thứ hai, không giấy không tờ, rất là phức tạp, kiếm nhà kiếm cửa cũng khó. Cho nên nó thật ra bây giờ tạm thời thì bây giờ cứ ấy rồi sống bay đi, ngủ đây đêm hai đêm rồi kiếm đường coi đi. Dạ em rất là cảm ơn anh Thạch đã chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn của anh. Thì em tụi tôi qua Mỹ rất là cảm ơn anh. Không phải là không biết tiếng Anh, tôi biết tiếng Anh tôi rất là giỏi. Tụi tôi là những người trong có trong đại học ra, có background của đại học đàng hoàng. Nhưng mà nói thật ra là bây giờ cái người ta nói Việt Nam mà nói thật ra là thời thế thế thời phải thế thôi. Thời thế tạo anh hùng, trong anh hùng nào tạo được thời thế cả. Nên bây giờ nó thật ra bây giờ mình vươn lên đó, thì cũng rất là khó. Nó thật ra cái dòng họ ở Mỹ mình á, cái người quen thân của mình nó rất là khó. Mình giúp họ thì được. Tôi là người đã giúp họ rất là nhiều. Nói chung mình cần cái gì đó mình gọi lại họ đóng. Họ không có thấy mình nói mình bị sắc bất sang bên, cái là thấy câu sau câu trước câu sau thôi, sao bận có chuyện nha, rồi nói chuyện sau. Dạ, cảm ơn anh. Mình nó vậy, cái tình cảm của người Việt Nam ở Mỹ là như vậy. Ok, thì đến đây em xin tạm dừng cái video. Thì em rất là cảm ơn anh Thạch đã có cái lời chia sẻ rất là chân thành. Anh rất cảm ơn anh Thạch. Dạ. Thì coi như là...